được một món đồ có âm nhạc mới và nó sẽ giúp các bạn hoàn thành được cái nhiệm vụ này luôn. Các bạn thấy chưa? Tan tan, như vậy là mình đã hoàn thành được cái nhiệm vụ này rồi. Và mình không cần về nhà để sử dụng cái radio luôn nha mọi người ơi. Quá đơn giản luôn. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh, follow, like video này nha. Và một cái lỗi tiếp theo nữa mà hồi sáng sớm mới vào game á, là mình là người gặp đầu tiên luôn. Khi mình xóa game xong rồi mình tải lại á, thì bỗng dưng mình lại gặp ra một cái lỗi, đó chính là nó biểu mình á, là hãy download thêm cái file nữa. Thì hiện tại là mình đang ở trong phiên bản 1.63 luôn, nhưng mà mình vào game á, nó vẫn là bảo download thêm. Thì ok, cái lúc này á, là mình bấm ok ok miết luôn thì tự động mình vào được game nha. Và nếu như bạn nào mà vẫn hiển thị cái lỗi này hoặc là một cái lỗi nào đó khác nữa thì các bạn nhớ nha, xóa game đi và các bạn tải lại game lại, và các bạn nhớ là phải liên kết tài khoản chơi ngay nha. Bạn nào lúc trước mà chơi tài khoản chơi ngay mà chưa liên kết Gmail á, thì các bạn nhớ liên kết nha. Sau đó các bạn xóa game đi, các bạn tải game lại. Đấy, như vậy là các bạn vào được game và các bạn cứ bấm ok cho nó tải thôi. Thì nếu như vẫn còn một cái lỗi nào đó mà khiến các bạn không vào được game nữa thì các bạn nhớ lên nhóm của mình. Nhóm của mình sẽ để dưới phần mô tả của video này nha, nhóm Zalo và nhóm Facebook của mình luôn. Thì các bạn lên đó các bạn đăng hình để mình biết xem thử là lỗi gì và mình sẽ gửi cho admin để giải quyết cho mọi người ơi. Hồi sáng thì mình gặp cái lỗi này xong thì mình lập tức mình gửi cho admin ngay luôn. Và admin bảo mình là xóa game tải lại thôi. Thì mình xóa xong tải lại thì vào được ok đó mọi người, ổn đấy. Ta-da mọi người, tiếp tục quay trở lại với lại phần nhiệm vụ ngày hôm nay. Thì đầu tiên là mình đã hướng dẫn cho các bạn làm xong cái nhiệm vụ này đúng không? Đấy, cái nhiệm vụ này thì khá là đơn giản luôn. Các bạn chỉ cần sử dụng cho mình cái tay cầm như thế này thôi là xong rồi nha mọi người. Nếu như mà các bạn không có cái đèn lồng ma thì các bạn thử cho mình những cái vật dụng khác, ví dụ như là những cái món âm nhạc khác, xem thử là nó có hoàn thành hay không nha. Tại vì nếu như mà đèn lồng ma hoàn thành được thì những cái món khác có thể là sẽ hoàn thành được nha mọi người. Rồi, tiếp tục nữa là mình quên, hồi sáng mình quên giới thiệu cho các bạn một cái bộ đồ bán bằng tiền sao. Siêu đẹp luôn. Các bạn sẽ hỏi ông Thịnh ơi, ông Thịnh lấy cái bộ trang phục này ở đâu ra mà nó xịn sò vậy đúng không? Đấy các bạn thấy không? Miễn phí nha. Miễn phí đó mọi người, không có tốn tiền đâu. Đây các bạn coi, đẹp không? Đó, ba lô cũng xịn nè, tóc cũng xịn nè, cái headphone cũng xịn nè, áo cũng xịn nè, quần cũng xịn nè, dép cũng đẹp nữa. Đây là tất cả những món đồ mà mình mua ở trên cửa hàng nha. Đây, cửa hàng trang phục nè. Đó các bạn thấy không? Đây đây, kéo xuống. Đó, đẹp chưa? Đẹp chưa? Trời ơi, đồ đực này kiểu đúng đẹp luôn đó mọi người. Mà bán bằng tiền sao với kim cương luôn á. Ui, các bạn coi nè. Ui, dễ thương cực kỳ luôn mọi người ơi. Cái túi cũng đẹp nữa. Đây, túi này cũng đẹp luôn. Mà túi này cũng ok luôn. À, cái túi này nó có ở trong phần quà tặng nha. Đây các bạn coi nè. Cái túi đó là nó có ở trong cái phần quà tặng này nè mọi người ơi. Đây, mình thấy là bữa nay ai cũng mặc cái set đồ này hết luôn á, tại vì nó quá đẹp mà. Cái túi này á là 48 kim cương, còn cái headphone này á là 3.700 tiền sao, không biết có ai tặng tôi cái túi không nha trời. Rồi, quay trở lại với nhiệm vụ nè. Đầu tiên á là cái nhiệm vụ các bạn sẽ đi spam team cho những người chơi khác và các bạn phải spam tới 200 lượt, tại vì một ngày á là tối đa là 200 lượt thì mình đã làm được 200 lượt và hoàn thành rồi nha. Rồi, nhận nhiệm vụ đó luôn. Ok. À chưa các bạn chưa. Còn thiếu 100 lượt nữa, lú quá. Ngày mai thì mình sẽ spam thêm 100 lượt nữa. Rồi, cái nhiệm vụ tiếp theo đó chính là cái nhiệm vụ mà các bạn đạt được mục tiêu ạ. À, cái nhiệm vụ này là các bạn tới trường học xong rồi nó cho các bạn cái máy bấm bấm gì đó. Cái máy tính toán gì á, tôi bấm một hồi xong tự nhiên nó cho tôi hoàn thành nhiệm vụ này luôn. Tôi cũng không rõ nữa. Nói chung là cái nhiệm vụ này nó dễ lắm các bạn, tự làm tự xong à. Rồi, có một cái nhiệm vụ mà hay ho đó chính là các bạn đi học 30 tiết ở trường học. Học 30 tiết ở trường học thì hiện tại là mình đã học tới 19 tiết rồi và chỉ còn 11 tiết nữa thôi. Sau đó sẽ có thêm một cái nhiệm vụ đó chính là hãy tham gia hoạt động ngoại khóa mà leo. Thì đây là những cái nhiệm vụ mà của NPC hàng ngày giúp các bạn làm á, thì mỗi ngày chúng ta chỉ làm được có vài nhiệm vụ thôi. Còn cái nhiệm vụ này đó chính là hãy trở thành fan của người khác. Ví dụ như bây giờ mình kích vào một bạn nào đó bất kỳ đi, xong rồi mình kích vào chỗ này là đã được một cái nha. Rồi tiếp tục mình làm thêm nè. Đây nè, mình sẽ làm thêm nè. Rồi hai cái nè. Đó, thì mọi người kích vào tường của mình nè. Xong rồi các bạn kích vào chỗ ngồi sau chỗ này. Như vậy là các bạn được một cái nha. Thì mình còn vài cái nữa. Đây. Đó, ok, các bạn kích vào đây thấy không? Rồi tiếp tục mình kích vào đây nè. Rồi kích vào đây. Rồi còn một cái nữa nha mọi người ơi. Hình như là còn một cái nữa hả ta? À, còn một cái nữa thì mình sẽ kích vào đây luôn. Rồi, ok, như vậy là đã hoàn thành cái nhiệm vụ này nha mọi người. Đấy, rất là đơn giản luôn các bạn ơi. Và mình sẽ nhận được cái mái tóc đầu tiên nè. Wow, xịn ngay. Rồi, bây giờ á là các bạn phải đi học cho mình. Trời ơi, đi học các bạn ơi. Nhắc tới đi học một cái là tôi nói thiệt ha, nó nhức cái nách luôn các bạn, nó nhức cái nách luôn. Mọi người không cần phải học nhiều đâu, các bạn có thể tới lớp các bạn ngồi cũng được nữa. Rồi bây giờ là mình sẽ tới lớp và mình ngồi nha. Rồi như vậy thì hôm nay tất cả các cái nhiệm vụ là mình đã làm, nói chung cũng gần xong hết rồi. Bây giờ đang ở giờ ăn trưa hả? Hình như hồi nãy giờ mình vào muộn đúng không ta? Ờ, mình vào muộn các bạn ơi, hình như là mới học xong cái tiết mỹ thuật kìa. Trời ơi, vào muộn rồi em ơi. Thôi thì bây giờ thì mình sẽ qua căng tin nha. Hay là giờ mình vô phòng mình ngồi trước luôn cũng được. Đây, mình vô phòng mình ngồi trước luôn đây. Ok.
Rồi, quay trở lại với cái nhiệm vụ ngày hôm nay đi. Bây giờ là mình sẽ mở hộp trước, đợi tiết học tiếp theo là mình sẽ mở hộp đi. Ok, mở hộp luôn này. Rồi thì các bạn đã thấy cái đúng rồi, có nhiệm vụ nào bị lỗi hay là cái nào bị lỗi thì các bạn nhớ comment xuống phía dưới và tham gia mini game để nhận quà của mình nha. Và có cái lỗi nào thì các bạn nhớ vào nhóm mà đăng lên cho mình biết nha mọi người, để mà những bạn khác có thể giúp đỡ các bạn nữa. Rồi một cái lỗi nữa mình thấy đó chính là lỗi đầy dung lượng mọi người. Mình không hiểu làm sao mà bị lỗi đầy dung lượng luôn, mặc dù á là mình thấy mấy bạn trong nhóm của mình á đã xóa đi hết các cái bộ nhớ rồi và tải thêm cái file đô loát nữa, nhưng mà nó vẫn hiển thị là dung lượng của bạn không đủ. Thế nên là mình hơi cay cái nhiệm vụ đó. Nói chung là mới cập nhật xong mình thấy có quá là nhiều lỗi luôn anh em à. Rồi tiếp tục nữa nè. Hình hình lấy được viên kim cương xanh. À mọi người ơi, cái nhiệm vụ mà các bạn chế tạo và đi bắt cái trứng để mà làm cái con bát sushi á, thì cái nhiệm vụ đó tạm thời á là nó vẫn chưa có cập nhật vào nha mọi người, thì cũng phải đợi vài ngày nữa thì mới có nha. Nó giống như những lần cập nhật trước thôi, thì nó chỉ nhá hàng các bạn thôi. Sau đó thì các bạn làm xong hết tất cả các cái nhiệm vụ này rồi á, thì các bạn mới làm được nữa. Ok, đang giờ ăn trưa nha mọi người ơi, đang giờ ăn trưa nha, không có làm được nhiệm vụ này nhờ. Mình còn 11 tiết học nữa là xong nha mọi người ơi, mình còn 11 tiết học nữa là xong nha. Mình còn tầm khoảng 11 tiết nữa là xong rồi. Cửa hàng nè, để coi thử còn cái gì mà mở cho các bạn xem không nhờ. Ok, một kim cương này. À, lên cửa hàng nội thất xem thử là cửa hàng nội thất có bán đồ mới không nha. À, như vậy thì cửa hàng nội thất không có đồ gì mới nha. Chỉ có mỗi cái cửa hàng trang phục á là có nhiều món đồ mới cho các bạn xài thôi. Và các bạn thấy cái mái tóc này đẹp không? Mái tóc này của mình á là từ cái mái tóc này nha. Sau đó thì mình sẽ dùng 40 mấy kim cương để mình nhuộm lại nha mọi người. 40 mấy kim cương hay sao, hay là 39 gì đó, thì mình nhuộm lại thành màu trắng nha. Thôi cũng ok mọi người, cũng ngon. Rồi tiếp tục đến cái tiết học, đó chính là tiết học nấu ăn nha mọi người. 3 giây nữa bắt đầu. Ôi nhưng mà hết bàn rồi, hết bàn rồi. Ok, xong mọi người ơi. À, tiết học này thì mình không biết là mình có nên học hay không nữa. Rồi tôi học luôn nha mọi người, học luôn nha. Rồi ok, xanh. Ờ đúng rồi mọi người, sắp tới sẽ có một cái cuộc thi, đó chính là cuộc thi các bạn đi học nha, học ở trường học để mà lấy được cái cúp vàng nha mọi người. Trời ơi. Mọi người biết mà, mình là một người ít khi đi học lắm. Bây giờ mà lỡ mà nó ra cái nhiệm vụ này làm sao mà mình hoàn thành được mọi người. Mình cực kỳ ít đi học luôn. Nè, vàng nè, tím nè, xanh nè, tím nè. Ok, xong nè, tiếp tục nè, cam nè, xoài, mít, ổi nè, tím xanh nè. Trời ơi, cái nhiệm vụ này lú thật sự mọi người. Ok, mọi người đừng có bảo tôi gà nha, tại vì là mình ít khi đi học lắm. Hầu như là không có đi học luôn mọi người. Ok nè, cam nè, dâu nè, cam nè, dâu cam nè. Đấy. Rồi tiếp tục nữa là thịt nè, lá lốt nè, thịt cam nè, lốt nè. Ok xong nè, tiếp tục nữa cà rốt, thịt lai, xong cái thịt cà rốt xong nè. Rồi tiếp thịt nè xong nè. Ôi, cái nhiệm vụ này nó lú thật sự mọi người ơi. Tôi nhìn mà tôi loạn luôn á. Ok xong này, tiếp tục nữa thịt bò nè, thay đây nè. Đó xong nè. Rồi quay ơi, quay trở về cái nhiệm vụ này. Ai. Ơ kết thúc rồi. Mình cũng chưa làm được cái gì nữa. Được B cộng kìa. Ok, thì tiếp tục xong một môn nha mọi người, được 20 tiết nha mọi người. Được 20 tiết rồi. Khó thế nhờ. Khó thế. Thì các bạn nhớ nha, các bạn ráng chịu khó các bạn đi học nha. Nếu như hôm nay các bạn mà không rảnh á thì mọi người để ngày mai các bạn đi học cũng được nha mọi người. Còn ở cái phần mà đổi thưởng này á thì mọi người có thể đổi tất cả các cái món vật phẩm trong này luôn. Ví dụ như cái này nè. Cái này là chỉ một cái thôi nha. Cái này đó chính là cái khu chụp ảnh Battle School nha mọi người, thì mình sẽ đổi cái nhiều nhất luôn. Tôi sẽ đổi cái gỗ là nó nhiều xu nhất. Rồi, qua wow, lên được một khúc luôn. Rồi, bây giờ tới tiết giải lao đúng không? Tiết giải lao hả? Thôi để tối học mọi người ơi. Bây giờ thì mình sẽ ra mình treo cái bảng lên xem thử đẹp hay không nha mọi người. Cái bảng này khá là xịn sò đấy mọi người. Wow. Nhanh nào. Nhạch nhô. Rồi, bây giờ là mình sẽ về nhà đi. À đúng rồi, tạm thời không có về nhà được chứ, mình quên các bạn. Lạy thật luôn ấy. Không có về nhà được nha mọi người ơi. Game đang bị lỗi nha, không có về nhà được nha. Thế nên là mình mới đăng cái clip này, mình hướng dẫn các bạn làm nhiệm vụ cái radio á. Không về nhà được hả? Nếu như mà không về nhà được thì đây, tấm bảng thì nó cũng có ở đây nè mọi người đó. Mọi người thấy không, cái tấm bảng này nè. Nói chung thì cũng là to, cũng khá là to đấy. Mọi người spam team á thì các bạn có thể ghé đến những cái tiệc nhà của các bạn mở trong tiệc nhà nha. Hoặc là các bạn tới bờ lại ra xong rồi các bạn spam team cũng được. Nói chung là các bạn đi đâu mà có đông người á là được nha. Đấy, như vậy là xong. Và các bạn đừng quên bấm like và đăng ký kênh tham gia mini game ngày hôm nay của mình nha.